Đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 7 năm 2023. Theo thông tin ban đầu, sáng 22 tháng 7, người dân thấy khói đen tỏa ra mù mịt bên trong cơ sở làm cửa hộp kim nhôm tại đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, người bên trong cơ sở chạy ra ngoài hô hoán. Những nhà dân xung quanh huy động bình chữa cháy đến hỗ trợ. Trong đó, người của một cửa hàng bán thiết bị bảo hộ an ninh, cứu hộ đã mang nhiều bình cháy loại lớn sang hỗ trợ không chế đám cháy. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Theo một người dân tham gia chữa cháy, khi vừa phát hiện ngọn lửa, nhiều người dân sống tại khu vực đã huy động hàng chục bình chữa cháy xịt vào đám cháy. Nhờ vậy đã khống chế, không để lửa lan ra khu vực xung quanh. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, giảm thiệt hại một cách thấp nhất cho người dân. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.